Jennifer Lopez đi nghỉ với Ben Affleck khiến chồng hụt Alex Rodriguez sốc nặng. Sau hơn nửa tháng hủy hôn, cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez vẫn nuôi hy vọng tái hợp với nữ ca sĩ Jennifer Lopez, nhưng giờ đây cô đã vui vẻ bên người yêu 17 năm trước, tài tử Ben Affleck. Jennifer Lopez vừa lộ ảnh đi du lịch với Ben Affleck tại resort trượt tuyết ở Big Sky, Montana. Theo báo chí Hollywood, hai ngôi sao có chuyến nghỉ dưỡng riêng tư kéo dài gần một tuần tại ngôi nhà gỗ của Ben trong khu resort nổi tiếng này. Bức ảnh Mylolive đăng tải, Ben Affleck lái xe chở Jennifer Lopez dạo chơi ở Montana, bang miền Bắc nước Mỹ. Tài tử 48 tuổi và nữ ca sĩ 51 tuổi trông rất thoải mái bên nhau trên chiếc SUV. Những bức ảnh khác chụp tại sân bay ở Los Angeles hôm 8 tháng 5 cho thấy cả hai bước xuống một chiếc phi cơ riêng với rất nhiều hành lý. Hai người nắm tay nhau trước khi lên xe hơi về nhà. Trong khi các fan của Ben và Jennifer Lopez đều rất phấn khích khi nghe tên này, có một người không hề vui. Trang E! News trẫn dích nguồn tin thân cận với Alex Rodriguez, hôn phu vừa chia tay với Jennifer Lopez, cho biết Alex rất sốc khi Jennifer Lopez đã thay đổi nhanh như vậy. Anh ấy thực sự nghĩ họ có thể hàn gắn những trục trặc và trở lại như xưa. Alex đã cố gắng liên lạc với Jennifer Lopez để gặp cô nhưng cô không mặn mà nói chuyện với anh. Theo nguồn tin, Alex rất buồn và thất vọng vì Jennifer tái hợp với Ben Affleck. Anh đã nhắn tin cho cô để bày tỏ rằng anh buồn đến mức nào. Trong khi đó, người bạn của Jennifer tiết lộ, cô ấy không có ý định tái hợp với Alex Rodriguez và xác định mối quan hệ của họ đã chấm hết. Nữ ca sĩ 51 tuổi đã cố gắng hàn gắn tình cảm với Alex trong thời gian qua nhưng cuối cùng không thể. Đến giữa tháng 4, Jennifer Lopez và Alex ra thông báo chung rằng họ đã chính thức chia tay sau 4 năm bên nhau, 2 năm đính ước. Jennifer Lopez từng rất yêu Alex Rodriguez và đặt rất nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này sau khi trải qua bao cuộc hôn nhân đổ vỡ. Giọng ca Dance Again thậm chí đã may váy cưới, lên kế hoạch tổ chức đám cưới xa hoa ở nước ngoài vào hè năm ngoái. Tuy nhiên, mọi thứ đổ bể khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ. Đám cưới bị hoãn 2 lần, cộng với việc cách ly ở nhà quá lâu khiến giữa họ bắt đầu có những rạn nứt. Vào tháng 1 năm nay, Alex bất ngờ bị tố cáo gian díu với người đẹp truyền hình thực tế Madison LeCroy. Mặc dù cô gái này khẳng định chưa hề gặp và ngủ với hôn phu của Jennifer Lopez, cô xác nhận Alex đã kết bạn và trò chuyện với cô trên mạng. Scandal này đã được cho là giọt nước tràn ly, khiến cho Jennifer Lopez quyết định chia tay Alex dù anh có nỗ lực cứu vãn. Sau khi hủy hôn, Jennifer Lopez chỉ gặp Alex Rodriguez một lần tại nhà hàng ở khách sạn Bel Air Los Angeles vào cuối tháng 4. Sau đó, paparazzi bắt gặp Los Angeles gặp gỡ tài tử Ben Affleck vài lần. Ngày 29 tháng 4, ngôi sao Batman Superman đến nhà riêng của Jennifer Lopez và ở đó hơn 3 tiếng. Gần 20 năm trước, Ben và Jennifer Lopez từng là một cặp đôi đẹp của Hollywood. Họ được báo chí đặt cho cái tên ghép đôi là Bennifer, cặp sao hẹn hò năm 2002 và đính hôn vào tháng 11 năm đó. Đến tháng 9 năm 2003, chỉ vài ngày trước đám cưới, hai người hủy bỏ hôn ước, họ chính thức chia tay vào đầu năm 2004.